quý vị, bản tin Việt Nam nối tiếp cho biết Liên Hiệp Quốc kêu gọi Cambodia hãy đối xử công bằng trong việc cưỡng chế các gia đình Việt Nam ở Biển Hồ. Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Cambodia, bà Ronald Smith kêu gọi chính phủ Phnom Penh hãy công bằng và minh bạch trong vấn đề giải quyết cưỡng chế những gia đình Việt Nam ở Biển Hồ tại tỉnh Kampong Chang. Tờ Phnom Penh Post loan tin vừa nêu vào ngày 9 tháng 11. Bà Ronald Smith đưa ra lời kêu gọi tại buổi họp báo ở văn phòng cao ủy nhân quyền nhân chuyến thăm kéo dài 11 ngày gặp gỡ với giới chức cấp cao của chính phủ Cambodia. Sau khi đến tỉnh Kampong Chang để xem xét kế hoạch tái định cư cho người Việt Nam ở Biển Hồ, bà Ronald Smith khẳng định rằng cần thiết phải đảm bảo quản lý nguồn nước sẵn có và lâu dài, cũng như vệ sinh cho các nạn nhân, đồng thời bảo tồn nguồn tài nguyên sông và hồ Tonle Sap. Thưa quý vị, thuyền nhân gốc Việt chống buôn người được giải công danh toàn cầu. Một thuyền nhân trở về Việt Nam để chống tệ nạn buôn người ở nước này và nhận giải thưởng công dân toàn cầu Global Citizen của năm 2018. Thuyền nhân này là bà Diệp Vương, người đồng sáng lập tổ chức chống buôn người Pacific Links Foundation. Bà và tổ chức này đã giúp nhiều nạn nhân bị buôn người ngăn chặn và tìm cách giảm các ảnh hưởng xấu tệ nạn này. Tại buổi tiệc ở Dubai, Saudi Arabia vào hôm thứ Ba, 6 tháng 11, bà Diệp được tổ chức Henley & Partner Group trao giải thưởng công dân toàn cầu vì những việc làm của mình. Buôn người là một tội ác lớn đến mức toàn cầu và những tổ chức buôn người kiếm được khoảng 150 tỷ mỗi năm. Buôn người là một tội ác lớn đến mức toàn cầu và những tổ chức buôn người kiếm được khoảng 150 tỷ mỗi năm. Theo tổ chức Pacific, Việt Nam là một nguồn lớn của việc buôn nô lệ tình dục xuyên biên giới và buôn người để lao động. Tổ chức này cho biết 60% kẻ buôn người bị bắt ở nước này từng là nạn nhân của tội ác. Nhiều phi trường ở Việt Nam chỉ hoạt động vào ban ngày. Nhiều phi trường Việt Nam chỉ hoạt động vào ban ngày nên không thể đáp ứng nhu cầu cho hành khách sử dụng phương tiện di chuyển này. Việc hãng Jetstar hủy chuyến do phi trường Tuy Hòa không tiếp nhận các chuyến bay đến sau 17 giờ 7 phút khiến hành khách chưa hết tức giận. Thì ngày 7 tháng 11, chuyến bay mà hãng Jetstar bay bù cho những hành khách bị hoãn chuyến hôm trước lại gặp trục trặc. Thời tiết xấu, máy bay phải hạ cánh ở phi trường Cam Ranh. Hành khách được hỗ trợ 150.000 Việt Nam đồng và khoảng 6 Mỹ Kim cho mỗi người để đi xe bus về Tuy Hòa, gây bất bình vì làm đảo lộn những dự tính cá nhân của khách. Ngoài phi trường Tuy Hòa, hiện còn 4 phi trường như là Côn Đảo, Điện Biên, Rạch Giá, Cà Mau vẫn chưa có hệ thống đèn hướng dẫn ban đêm nên phải dừng bay khi trời vừa tắt nắng. Trong khi đó, các hãng bay như Jetstar, Vasco cho hay nếu xảy ra trục trặc phải bay muộn sau 4 giờ chiều, nghĩa là hoạt động theo ánh mặt trời này luôn khiến hãng gánh chịu nhiều thiệt hại. Thưa quý vị, bản tin Người Việt hải ngoại cho hay lễ tưởng nhớ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chủ nhật ngày 4 tháng 11, tại khán phòng tọa lạc tại 7600 Sanford của Texas, thành phố Houston đã diễn ra buổi lễ tưởng niệm long trọng để tưởng nhớ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, một người chiến sĩ có công với nền đệ nhất Cộng hòa và người dân quốc gia yêu mến ông. Chương trình với sự tham dự đông đủ của các đại diện hội đoàn quân đội và quý đồng hương thân mến. Đặc biệt có phần trình diễn của đoàn chống trẻ La San trong nghi thức rước di ảnh niệm hương các anh hùng chiến sĩ đã có công dựng nước và giữ nước bảo vệ tinh thần chính nghĩa quốc gia miền Nam Việt Nam. Chương trình được bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều và kết thúc cùng ngày thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin giải trí nối tiếp cho biết game Magic 8 Ball, Uno và Pinball được giới thiệu vào National Fame Hall of Fame. Magic 8 Ball, thiết bị game phán đoán tương lai được tham gia cùng với các trò chơi bài Uno và Pinball, tiền thân của các trò chơi điện tử hiện đại, khi những game này trở thành trò chơi được đề cử để vào được National Fame Hall of Fame vào thứ Năm. Những đối thủ đáng gờm của bộ ba game này bao gồm Masters of Universe Action Figures, Twisted and Ladders, búp bê American Girl và thậm chí là phần viết bản. Những game được tuyển bắt đầu đại diện cho tiếng nói của mọi người bởi vì đây là năm đầu tiên người hâm mộ được bỏ phiếu cho những đồ chơi yêu thích của họ. Hall of Fame nằm tại Strong National Museum of Play ở Rochester, New York. Chỉ có 68 đồ chơi được giới thiệu và đây là đề cử thứ 7 của Magic 8 Ball.
Thưa quý vị, Gabriel Union và Dwayne Wade chào mừng con gái đầu lòng. Sau nhiều năm đối mặt với việc khó khăn để có con, thì Gabriel Union cuối cùng cũng là một người mẹ. Ngôi sao trong bộ phim Breaking In, 46 tuổi, đăng trên Instagram hôm thứ Năm đã giới thiệu niềm vui với chồng là Dwayne Wade, 36 tuổi, với thế giới. Cô đã chia sẻ trên Instagram rằng, chúng tôi không ngủ và rất vui khi chia sẻ rằng em bé mầu nhiệm của chúng tôi đã đến đêm qua vào ngày 11 tháng 7 và sẽ mãi mãi được khắc sâu trong trái tim của chúng tôi. Cô tiếp tục, Welcome to the party, sweet girl, cùng với lời trích dẫn từ bài hát Lovely Day của Bill Withers để biểu thị ngày sinh của con gái mình. Cặp đôi hiện vẫn chưa tiết lộ tên của em bé. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức News at Night trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Xin kính chào.